Vừa lưới quá, có quay phim rồi làm sao tôi chửi mày đâu Quy. Ăn mà. Có đủ không? Không. Tôi đủ đi, anh em biết gì hết anh đủ lắm. Đủ thôi miễn, không biết này. Rồi, ê, thăng long. Dục đỏ. Ừ. Chú ơi. Chú ơi. Rồi gì nữa? Được rồi. Trà. Không, chị ăn đi, chị có ngại đâu. Đông người. Chị ăn trái cây sống qua ngày. Nè, lấy thịt thà. Đói. Thôi chị Như, chị ăn chật hoài mà đâu gì. Như. Quá, cái này do chính tay mèo với Quy set up với mọi người. Mèo với Quy đến từ 2 giờ trưa để mà set up những cái này để cho mọi người ăn một cách tự nhiên nhất. À, mong mọi người thấy vui khi mà mèo với Quy làm được những món này thật là ngon đúng không Huy? Còn ý tưởng là ai đấy chứ? Chị, tất nhiên là chị rồi phải không Huy? Đây nói về giang hồ. À, đúng rồi. Đúng. Đúng. Hay vậy. Hay á. Mèo với Huy dán cái poster đó luôn mà. Good job, amazing. Tất nhiên rồi. Mọi người tự nhiên nha. Ờ, đúng rồi. Ủa gì vậy mọi người? Mèo. Cảm ơn mọi người. Con nghĩ Huy nên đóng những vai nữ như thế này mà phát huy mãi mãi như vậy ạ. Tại vì đẹp gái lắm. Chưa thấy ai mà giá gái mà nhìn dễ chịu như con Kiếm Quy thật sự luôn. Nhìn đó. Dễ chịu? Rất chị là chị dễ là sao? Chịu, cảm thấy nó rất là hiển nhiên luôn mọi người. Mọi người xem mọi người sẽ không có cảm giác gồng hay là cố tình. Tất cả giống như từ trong con người toát ra. Chị, để nói được rồi, rất là vai diện. Không, thật sự đó là hiển nhiên trong con người con Kiếm Quy nên có những vai như thế này ạ. À, alo. Biên. Ê. Thật sự luôn, Như phải chia sẻ là khi mà Huy lần đầu giả gái là Như trong một cái phân đoạn là Như bị bất ngờ với cái tạo hình đó. Huy rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn. Một người con gái nhìn còn chưa lòng nữa, đừng nói con trai. Thôi, hết rồi. Thì giỡn tối ngày bị đạo diễn chửi xém đuổi mấy lần luôn. Nhưng mà cũng cố gắng hoàn thành. Hai đứa cứ nhìn nhau là mắc cười, không có diễn được. Nói chung là nhưng chính vì cái sự thân thiết đó nên thành ra khi mà đóng trong phim á nó có cái sự thương nhau và rất là thật. Như cũng cảm nhận được điều đó. Hay chị Như nào cho thật ra cái phim này á đạo diễn anh Thiện Viễn anh cũng đã cho Như và tất cả mọi người ngồi bàn tròn với nhau và lôi tất cả những thứ mà kinh nghiệm góp nhặt được của mọi người để mà có được những cái chiêu thức có trong phim này. Khi mọi người xem, mọi người sẽ cảm thấy nó rất là trend, nó rất là gần, rất là đáng yêu. Cảm ơn mọi người ạ. Tất nhiên là không, mà chị chỉ là bạn ăn của Ngô Kiếm Quy thôi. Hai đứa thì hợp nhau về khoản ăn uống và đi chơi và tuyệt đối không nói về showbiz. Về khoản ăn thì chị sẽ ăn là ăn rất nhiều ạ. Huy là một người mà ăn rất nhiều rồi sau đó lại Huy với Như là có một điểm chung, đó là ăn rất nhiều rồi sau đó trầm cảm. Là gì? Mình ăn nhiều quá cái mình cảm thấy hối lỗi đó. Mà cái chuyện này nó kéo dài 10 năm nay rồi nên không biết phải chia sẻ sao cho mọi người cùng hiểu ạ. Thời gian Huy ép cân là thời gian mèo cũng ép cân nên hai đứa mèo nhớ cái ngày cuối cùng mà hai đứa quay với nhau á. Là hai đứa dắt tay nhau đi ăn ở một cái quán pizza. Ăn một cái bàn dài, đồ ăn dài, có khoảng 20 người ăn. Và hai đứa ngồi ăn cùng với trợ lý của Huy. Và ăn 4 người mà Như nhớ là một cái bàn đó dài mà ăn gần 5-6 triệu tiền pizza mà thấy kinh khủng. Đó là những ngày tháng rất kinh khủng đối với mèo. Có phân cảnh nào mà Huy để gái mà gồng quá khiến cái đoạn phim mà cười không? Huy không có gồng khi giả gái. Huy thật sự không gồng khi giả gái. Huy rất là đẹp gái và mọi thứ. Nhưng mà nhìn Huy là thấy mắc cười. Tại vì Huy là dù sao cũng là con trai, cái nhìn cao hơn bình thường. Tuy nhiên là cái mặt của Huy, mọi người xem mọi người sẽ thấy là rất là đẹp. Tại vì Huy có nét rất là dễ thương, nhìn rất là dễ chịu. Trong phim cái kỷ niệm nào cũng không thể nào quên được nha em. Tại vì phim ekip mọi người rất là vui với nhau. Và có Như nghĩ là không dám tiết lộ sớm. Tại vì hôm nay chúng ta cũng mới buổi showcase thôi. Và mong là khán giả sẽ ra đạp. Bởi vì mỗi phân đoạn Như nghĩ là mỗi phân đoạn sẽ có những cái điểm vui để cho khán giả nhớ ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người.
suốt quá trình làm phim á thì mọi người á có hay bạn của Huy nha thì nói là gọi thoại trời ơi Huy ơi em có chơi bời kỳ lạc gì không sau đấy em hóc hát gầy mò rồi ốm nhô nhắc như hồi xưa vậy là vào cái thời gian chúng ta hai năm năm nay đúng không ờ thì đó thời lúc trên báo cũng đăng là trời ơi Huy bị sụn cân rồi chân không còn cái thành nào đó la la bê bê thì tự do là em có chơi thuốc các bạn ạ nhưng mà là thế này các bạn nhớ rất là đúng là đó không phải đâu thì em đang có dự án mà thực ra đến cái hợp đồng thì mình không có cái bộ gì về vấn đề dạ mới nói đi chơi cái bộ bài nhạc luôn thì không thể tiết lộ của mình đang trong khoa diễn dạ gái thì thế là mình không có được thông tin gì ngoài chỉ biết là cố gắng mà thôi thì cái cân nặng mà mình để đạt được trong khoa diễn này để sánh luôn là gì mà da thì 59kg là 69cm là cái con số này tự nhiên em có thể nhanh nhỏ quá thì 59kg dạ trong 10kg trong một tháng thì đây là điều mà chưa bao giờ Huy làm được á. Huy rất là chú trọng vai diễn thì thế là khi bắt đầu bản xong Huy cũng phải tìm cái những cái vai diễn nó tương đồng như vậy mình học theo và mình học theo về cách của những diễn viên bên nước ngoài họ giảm cân như thế nào để vai diễn đó chủ yếu là kỹ rồi nên lúc nào cũng hỏi thắng á anh ơi em xuống được không cái này em vận động được bị lộ chân hay không hoặc là nhưng cái hại đó là khi mình ép cân quá độ thì tức là không còn mở người nữa nên thế là có bộ đồ mà Huy vận á cũng phải có rất là nhiều lớp ở trong mà tôn vinh cái đường cong lên thì đó Huy cũng mất một thời gian để mà thích nghi là bộ đồ đó 4-5 lớp gì đó nhưng mà thấy không sau khi xem bạn trailer và từ cái cảnh quay cách là từ bộ phim vì rất là ấn tượng hài lòng về Jessica Hoàng Anh. Dạ cảm ơn chia sẻ của anh những cái khó khăn trong thời gian đó để tiếp hài đủ drama nhưng mà không có dám minh oan bởi vì đó là một điều khoản trong hợp đồng nhưng mà hỏi cái không liên quan chút xíu nhưng mà nó liên quan đến quy trình giảm cân của em đó là giảm 10kg trong vòng 1-2 tháng hả? Một tháng giảm 10kg em nghĩ tất cả các chị em phụ nữ đây cũng muốn hỏi là biết biết là như thế nào. Thật ra nó cực kỳ gian khổ và nói chung là có đau đớn rất nhiều bởi vì là mình sẽ không hề ăn những cái gì đông mạnh tức là chỉ có thấp rau và hạt và nước lọc và lên trường quay thì khi một quay bộ phim này Huy cũng ăn rau và thèm lắm thì ăn gạo lắm thì nhai rất là nhiều nhai cho nó nghiền cái vị của mình luôn và không dám ăn thêm đó để mà ép cân xuống từ lúc cái nặng này mà tỷ đô đó ví dụ và bộ môn phải tập học sinh người đến nó rất là đau lực. Hỏi thật là lên trường quay mình có gạo ngang không? Tại vì nhiều khi mất đường mất cái bộ mình gạo ngang lắm á. Đúng, nó gạo ngang và nó lại không tập trung được thoại thì khi mà mình cắt cái bộ và cắt cái đường thì mình không tập trung được gì hết á mà thoại như này cực kỳ nhiều nên mình cũng phải dành thời gian khi mình sau mình cũng phải lấy năng lượng tích cực từ mấy anh em rồi mình coi anh em ánh sáng rồi anh em phong thanh đang vui vẻ rồi cái anh Nam đang quan bí như nào con cười để mình lấy năng lượng đó năng lượng tích cực và sau đó là bắt đầu có uống thuốc mấy cái bộ đi để mình duy trì về cái vị dưỡng của mình với lại nữa là cái hạn chế uống nước nhiều bởi vì cái lớp nó dày với lại là đeo cái bộ neo nó dài cái tất gì nè thì nó khó khăn cho việc mình có thể tâm sự được hạn chế rất là nhiều thứ. Mẹ tôi quay ngược trở lại Thắng hỏi là em thấy lần trước á cái vị bốn có hỏi anh một vài câu hỏi anh có miêu tả là vai diễn này là dành cho Ngô Thiến Huy bởi vì giữa Jessica và anh Ngô Thiến Huy quá nhiều tương thông giống như là tâm linh tương thông rồi cái tính cách cái sự hồn nhiên ngây thơ một chút sexy nhưng mà cũng rất là đàn ông thì điều này có đúng không? Cái này hoàn toàn đúng tức là khi mà có cái kịch bản này thính nhớ là rất là rõ là cái giai đoạn đầu khi mà đọc kịch bản với lại biên kịch Khánh Hoàng đó thì một trong những thứ mà mấy em luôn phải cố gắng làm sao để đạt được cho cái dự án này thì đối với mình nó mới có thể tiếp cận được với khán giả đó là mình xây dựng được cái nhân vật Jessica Hoàng Anh này như thế nào để mà khán giả vừa phải thấy được hình ảnh của cái sự uyển chuyển nhẹ nhàng quyến rũ của một cô gái nhưng mà trong đó cũng không bị quá xa đà vào cái chuyện hình thể bên ngoài nó thuộc về bên trong đó thì lúc mà nói chuyện với Huy đó thì may là Huy cũng cảm được những cái việc đó bên cạnh đó là Huy cũng nghiên cứu ai rất là kỹ anh thấy không kể cái việc là chỉ có ngoại hình giảm cân không đâu
mà Huy còn phân tích và Huy ngồi nói chuyện với Huy rất là nhiều về cái việc là mình sẽ làm cái gì. Thì đó như cái nãy Trinh mới nói, tức là khán giả coi cái tiết mục bây giờ quay rồi quá ấn tượng với Huy trong cái hình ảnh giả gái. Mình sẽ làm cái gì để cho khán giả thấy bất ngờ hơn với Jessica Hằng Anh. Thì anh may mắn, thật sự là anh nghĩ là cả ekip và cả bộ phim em là quen rất là may mắn khi có được Huy và có được cái sự đầu tư rất là nghiêm túc. Và thật ra cũng thêm một cái phần năng lượng tích cực từ Huy nữa. Huy lên phim trường là không bao giờ cảm giác làm cho ekip bị căng thẳng hay là cái năng lượng đó mình thấy là tất cả những ekip đang được truyền lại rất là nhiều vì là quay em biết được lúc nào cũng rất là căng. Nên là trường quay rất là một thoải mái, mặc dù Huy một từ cái điểm hay vào ngang vì là người giới viên chẳng hạn, thì mình có cái kỷ niệm đặc biệt nào với Jessica mà hoặc là với một cái người không? Và đây cũng là một cái dịp rất là tốt để Mea xin được gửi lời cảm ơn tới nhà đầu tư, nhà sản xuất em đi tháng 30 Thị Nghĩa đã thành đặt cho cái diễn này. Và phải nói là cũng gần 3 năm rồi thì Mea mới trở lại với phim điện ảnh. Và cái cảm giác khi mà nhận được cái diễn này thì thật sự rất là vui và hạnh phúc. Tại vì là đạo diễn Lê Thị Nghĩa cũng là một cái người anh rất là thân thiết với Maya và cũng như là nhà sản xuất đã diễn Đinh Thắng. Hai anh nói chung là rất là dễ thương với Maya. Và đối với cả Ngô Kiến Vy thì trước đây hai chị em có tham gia chung với nhau trong chương trình Dreamix, nhưng mà cũng ít có cái thời gian để mà gặp gỡ và gần gũi nhau nhiều hơn. Tới bộ phim này thì thực sự là hai chị em thực sự rất là thân quý nhau. Và Ngô Kiến Vy thường xuyên là mang thức ăn heo thì đến cho Maya. Nói chung là hai chị em là một team rồi, một team để giảm cân. Cũng không khác gì Ngô Kiến Vy đâu. Thật ra là Maya ngày đó cũng khá là mập. Và thậm chí là đạo diễn rất là dễ thương nha. Đạo diễn còn nói là em phải cố gắng giảm cân đi. Mà nếu mà trường hợp tới lúc đó mà cân vẫn còn khá nhiều ấy thì mình sẽ xoay cho em theo cái hướng là hám ăn. Nói chung là đấy thực sự là một cái tình cảm mà Mea cảm thấy rất là mình cảm thấy rất là may mắn khi có được. Và với Ngô Kiến Vy với Jessica thì rất là tuyệt vời, rất là dễ thương và rất là hài hước đó. Vâng ạ, hai bên dành cho quảng cáo là phép lạ, chúng tôi cũng xin có cảm ơn. Nếu như mà Ngô Kiến Vy là người Quảng An thì Maya là người Ngạn ngang. Mà Ngạn ngang cái phong cảnh hai người chuẩn bị hôn nhau không chịu hôn, không chịu đóng thành nóng là như nào ạ? Ủa? Ủa? Ai ngại ạ? Ủa? 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 Ngại đâu? Không ngại. Anh nghe coi lại từ là gì mới được. Mẹ mà đóng chạy hôn là mẹ ít ngại lắm. Mẹ kể coi lại là chung là vì hai chị em nhân vật hay cọc ngang nhất nè. Ủa chị, cái lý do gì mà chị phải bộ nguyên cái kịch bản này lại? Có nghĩa là gì đó? Chính vì vậy mà anh Hoàng này với cả đó cũng là chị, đúng không? Thôi, dạ, đừng đi cho phép em gửi đến người dân, đúng không? Các anh chị có là cũng như là người sản xuất, em gửi tất cả mọi người đã có mặt ở ngày hôm nay ạ. Dạ. Dạ. Chị em một phút của chị thì đừng xíu. Ủa trên sao mỗi lần em nói chuyện với chị em cứ dùng những cái từ nó rất là không phải là hình ảnh chị đang hướng tới vậy em? Huy nhai rồi, Huy nhấm nhá rồi, Huy nhụt. Xin lỗi mọi người, em không thấy điều đó ạ.
chị không biết, nhưng sự thật thì khi mà cái thời gian mà như quay với Huy là không, bây giờ em phải nói về bài em biết rồi, ăn nhiều lúc mà đi toilet một ngày hai lần. Em rất là mờ mỏi và đang quay với Cương cho Huy đi toilet. Em thực sự em có rất nhiều cảm xúc hai ngày lắm, nhưng mà thực sự thì phải chia sẻ với mọi người rất là dễ quay quý. Cái đàn của em là giống như là cái đàn phim dưỡng lão gì đó mọi người. Cứ trưa là nghỉ trưa xong cứ chạy mở nhạc cho tập dưỡng sinh xong rồi mới quay tiếp. Em chưa bao giờ gặp một cái trường hợp nào như cái đàn này. Đây, anh cười cái gì em đang nói về anh ấy? Và anh bị... Anh sợ sợ không? Thật sự, mọi người đừng có tin những cái lời mà mọi người không quạo, không trách gì nhau. Không phải, mọi người ơi cái sừng. Cái đàn đi tới đâu ồn tới đó, không hề có một cái sự mà gượng gạo không có, mọi người cũng muốn quay cho lẹ ra ăn thôi mọi người thật sự. Tại vì đạo diễn ngay từ những cái vai như em mà còn phải tháng trước khi quay trình tháng phải nhắn tin như em xuống ký chưa, em chưa xuống ký thì bỏ vai cắt vai rất là đáng sợ, chứ không phải kiểu như chị Mai Gia là anh sẽ đổi kịch bản để cho cái nhân vật miền Nam không có cắt vai nha mọi người. Em không biết là chắc là do vị trí của em khác, chị Mai Gia đổi kịch bản của em là bị lật mặt nữa luôn á. Em rất sợ cái sự giảm cân đó có ai nữa, giờ em xin hết. Đang bị dư luận quá, em đặt cái ai mọi người ơi, em nghĩ ta nên nghe cái người mà điềm đạm chính chắn và thật tâm nhất của cái đoàn này, những người tham hội viện có phải như là mình đang thấy không? Anh có thể xác nhận cho mọi người điều gì đâu diễn ra thật sự trong đoàn quay này vậy? Anh Văn đâu có nói chuyện với ekip đâu. Đi quay là anh Văn tuyệt giao với tụi em à. Đi Văn đi quay là ta không thể nói chuyện với ai hết. Kể y như và diễn phụ, hẳn với lờ, camera, quan sát, ngắm, âm thanh, ngắn, không ai muốn chuyện mà. Em không có micro nhưng em mắc nói quá. Anh Văn kỳ thị tất cả những diễn viên có trong ekip à. Khi Ngô Kiếm Huy ra mặt và kỳ thị nè, có một đoạn á, à Huy nói nha, anh Văn ơi, gọi hai em tập thoại đi. Bất trợ, không trợ. Anh Văn, anh được kỳ thị tôi giảm hơn đúng không? Quay một cái phương đoạn ở trên xe mà quay ở xa, Long Hải thì gì? Quay ba tiếng đồng hồ không nói với mẹ một chữ. Em không biết là mọi người có vấn đề gì với anh Văn. Anh có vấn đề gì với anh Văn? 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 Tại đẹp trai. Đói mà. Wow. Trai là kỳ thị mọi người. Không, mà thật sự là nãy giờ điều cả điều đó là đúng. Đó. Đó, hợp lý. À, thì nói chung là cái đoàn này thì đa số là đi quay phim, chủ yếu là đi ăn chứ không phải đi quay. Là ngày nào cũng nhắn tin cho sản xuất với đại đạo diễn là có là chưa ăn cái gì, có ăn cái gì mới lên quay. Nói chung là đây là bộ phim mà đoàn thấy rất là vui khi mình tham gia. Hầu như là tất cả ngày quay, một ngày bao nhiêu tiếng là bao nhiêu niềm vui. Chúng tôi xin xác nhận là không phải là anh nhìn thấy những người đang cảm thấy vui mà như mà là đang còn suy nghĩ của tôi đang được ăn cái gì. Dạ. Bây giờ em sẽ được chuyển hết lại cho các anh chị em, tại vì tôi đã có chiếc